Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Trong thời gian giữa hai tập thì mình có xây thêm cái phần tường cho cái ngôi nhà của mình nè, farm thêm ít kinh nghiệm để mình có thể nâng cấp cái dòng attack lên á. Hiện tại mình đang ở cấp 23 nè, giờ thì mình sẽ nâng thêm một lần nữa là được 24 cái cấp độ của attack rồi. Và với cấp độ này thì mình có thể chế tạo được những vũ khí từ rồng nè. Đầu tiên thì chắc mình sẽ làm cái vũ khí có thể nói là mạnh nhất luôn, đó chính là cái cây đao này. Và công thức của nó thì khá là đơn giản, mình chỉ cần tạo ra cái bow này thôi. Và cái bow này mình có thể chế tạo từ những cái que cũng như là một cái string ấy. Mình sẽ lấy cái que ra trước, đây có que rồi nè. Kế tiếp là chỉ, mình sẽ lấy ra hình như là một thôi đúng không ta? Hình như cần một thôi á. Và giờ thì mình sẽ đặt xuống bàn chế tạo và wrap ra thôi. Đây mình sẽ làm một cái bow như vậy. Rồi kế tiếp thì mình sẽ lấy cái xương rồng đợt trước mình có nhặt được. Đây xương rồng nè, mình sẽ lấy ra ba cái. Rồi và máu rồng nữa chứ. Đây mình có một cái lọ máu rồng thôi, vậy là hết máu rồng luôn rồi. Ráng tìm thêm rồng để lấy máu thôi á. Và mình còn thiếu cây đao này. Đó, đầu tiên mình sẽ làm cây đao. Cây đao bình thường thì nó đã có được 16,5 sức tấn công rồi, nhưng mà đánh hơi chậm á. Đây mình sẽ đánh thử cho các bạn xem này. Đó, đánh cực kỳ chậm luôn. Đó, mình đánh một hit mình phải đợi rất là lâu. Nhưng mà không sao, dù sao nó cũng có sức tấn công lớn nhất rồi mà. Giờ thì mình sẽ nâng cấp nó lên hẳn cái cây đao của rồng luôn nhá. Rồi, vậy là mình đã có một cái vũ khí cực mạnh từ xương rồng rồi nè. Nó cũng có màu đỏ nhìn rất là đẹp nữa chứ. Nhưng mà khi mình có cái khiên bên cạnh thì nó sẽ bị hưởng mining phật tích đây. Bình thường thì nó đánh không tới nỗi nào chậm quá đâu. Giờ mình sẽ coi nó enchant được dòng gì không. Ui, cái này cần 30 level lận. Revival. Cái dòng này mình chưa biết công dụng nữa. Mà thôi, tạm thời thì mình sẽ chơi nó ở trạng thái mặc định, không cần enchant luôn nhá. Sau đó thì mình sẽ đi ngủ một cái, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Đi ra bên ngoài để thuần phục một ít mấy bé sói ấy. Tại vì mình có đi xung quanh chỗ mình ở và... hình như hướng bên đây nè, mình có phát hiện xung quanh nhà mình có mấy bé sói. Rồi giờ thì mình sẽ đi qua... đây, bé sói đây nè. Rồi, thuần phục luôn thôi. Được rồi. Ui. Thần gió nè. Rồi mình đã có được một bé sói đầu tiên rồi. Đi về nhà. Hình như bé sói trong đây mặc giáp cũng như là... đúng rồi, mặc giáp được á. Hình như cái ô bên đây là để cái rương vào đúng không ta? Đây, đi theo anh. Về nhà mình sẽ thử coi. Ui, mình có bé sói đầu tiên rồi kìa. Đằng kia còn nhiều lắm, một xíu mình sẽ dẫn về thêm cũng như là nhân giống ra nữa ấy, để mình tạo được một binh đoàn chó sói luôn. Cùng mình chiến đấu thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái áo giáp kim cương ra nè, và thử lấy một cái rương luôn coi. Ở đây có gỗ nè, làm thử một cái rương để đặt lên người bé sói coi có được không nhá. Rồi. Ui, được nè. Ui, chứa đồ được luôn. Wow, bé sói kim cương. Yay. Ô, vậy mình sẽ tìm thêm cho bé ấy một người bạn nữa đi. Để coi nào, hình như bên đây còn nè. Ui, mấy bé sói này ăn thịt mấy bé cừu rồi. Nè, đây còn nè. Rồi, vậy là mấy bé cừu ở ngoài mấy bé này ăn hết rồi. Ui, chết, quên. Phải cho ăn xương, chưa thuần phục thì phải cho ăn xương mới được. Rồi, một bé nè, ở đây còn một bé nữa. Hai bé rồi, ở đây còn một bé nữa nè. Bốn bé luôn. Tuyệt. Rồi đứng lên chưa. Một bé, hai bé, ba bé rồi đó. Và mình coi đây còn bé nữa. Rồi vậy là mình được bốn bé đây, và một bé nhà nữa là năm bé luôn. Vậy là mình sắp có được một binh đoàn chó sói rồi đó. Rồi giờ theo anh về nhà nào. Về nhà rồi mình sẽ chịu khó chế tạo áo giáp cho mấy bé này nhá. Mình nghĩ cái bé sói đầu tiên sẽ mặc áo giáp kim cương đi, giống như là người đội trưởng vậy đó. Còn mấy bé này thì mình sẽ cho mặc áo giáp sắt, giống như là những thành viên trong đội. Và giờ thì mình sẽ lấy 1 nè, 2, 3, 4. Chắc mình sẽ cho một bé sói làm phó đi. Nè, bé sói làm phó thì mình sẽ mặc áo... sẽ cho mặc áo giáp bằng vàng nhá. Rồi mấy thành viên khác sẽ cho mặc áo giáp bằng sắt. Mình thấy áo giáp kim cương vẫn là đẹp nhất, còn áo giáp vàng có vẻ không có kiểu như là nhìn ngầu hơn áo giáp sắt không ơi. Áo giáp sắt thấy vậy chứ nhìn ngầu hơn, khá là giống màu của bộ giáp của mình nè. Rồi gắn cái này vô. Rồi giờ mình sẽ cho mấy bé này ăn luôn đi, để cho mấy bé này nhân giống ra. Ăn vô, nhưng phải đứng lên mới được á. Đúng rồi, sắp có chó sói con rồi kìa. Rồi ngồi xuống. Coi chó sói con có chó sói con thì mình không thể nào cho mặc giáp.
Ui ui. Ui. Dạ. Ui ui. Dạ ui ui. Ui. Ui hồi nãy hình như mình mới ẵm bé sói con lên đúng không ta? Ui mình ẵm bé sói được nè. Hình như ăn mất máu á. Mình sẽ cho ăn đi, cho bé này hồi máu lại cái đã. Hồi nãy mình lỡ đánh trúng bé nào á. Ăn được chưa? Bé này cho ăn được, bé này ăn được nè. Rồi cho mấy bé này ăn, đứng lên cho thêm bé chó sói con nào. Ui mà không ngờ mình ẵm bé sói con lên được luôn. Wow. Bé sói... À, đây có thêm bé này nè, thôi ở xuống đi. À, còn có mất máu không? Mình sợ đánh trúng mất máu á. À, có vẻ không mất máu rồi. Giờ thì ngồi ở đây, ngồi ở đây, ngồi ở đây nha. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm... Ây da. Ui mình đập cái cỏ mà. Sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái áo giáp khác để mặc cho mấy bé này hoặc là chế tạo thêm nha. Còn giờ thì mình sẽ test thử cái bong bóng coi. Cái bong bóng này làm gì đây? Nhảy lên hả? Hay là từ trên rớt xuống mình sẽ không có nhận sát thương ta? Chưa để mình ra đây mình thử cái đó. Có cái bong bóng vui ghê nè nhưng mà chưa biết cách xài. Và cái la bàn trong đây nó nhìn rất đặc biệt nha. Đó, mình có thể xác định phương hướng nè, cũng như là biết được tọa độ cũng như là cái bê ôm luôn. Rất là hay nên mình sẽ mang theo khi đi khám phá. Và... Ui, có vẻ bong bóng này xảm được rồi. Chắc là tại mình chưa biết cách xài á. Nên thôi, tạm thời thì mình sẽ để cái bong bóng ở nhà, cũng như là mang theo một cái ba lô để chúng ta cùng nhau đi khám phá nha. Binh đoàn chó sói của mình còn ít quá, để khi nào nhiều nhiều đi. Ui ui, đừng đi theo anh, ở ngoài đi, ở ngoài đi. Khi nào nhiều nhiều á thì mình sẽ mang hết mấy bé sói này theo với mình á để chiến đấu nha. Không cần triệu hồi những cái con quái từ cây gậy phép thuật đâu. Giờ thì mình sẽ cất cái thịt này vô trong nè, len nè. Gỗ thì sẽ cho vào cái ba lô. Khiên cũng vậy luôn. Atlas thì khi nào về mang ra cũng được. Rồi giờ thì mình chỉ mang theo những thứ này thôi. Mặc thêm cái ba lô nè, cởi áo giáp ra đi. Nếu mình cởi áo giáp ra cái mình yếu xìu luôn. Và kim cương mình chưa có dám làm áo giáp á, tại vì mình đang để dành để chúng ta có thể chế tạo được cái nhẫn có khả năng kháng cự ấy. Đâu nào, cái đó là cái Ring of Resistance. Đây đây công thức của nó nè. Cần một khối kim cương và 4 viên kim cương lận, rất là mắc luôn. Nên khi nào đủ làm bộ giáp cũng như là cái nhẫn đó thì mình sẽ làm luôn một thể nhá. Ui đằng kia có bé ngựa nữa, không biết mình có nên thuần phục bé ngựa không ta. Thuần phục bé ngựa thì mình phải dẫn theo nữa. Mà chắc gì mình có thể quay lại với bé ngựa nữa. Nên thôi chắc tạm thời đi cuốc bộ đi. Nếu thấy đường đi có vẻ chông gai thì mình sẽ quay lại và thuần phục bé ngựa để đi cho dễ hơn nhá. Ui đây có mấy con chuột nè. Chạy nhanh ghê á. Mình đang bị nóng, mình đang bị nóng. Hình như bây giờ đang mùa hè hay sao á, nhiệt độ lên cao quá trời luôn. Ồ đúng rồi, giờ đang mùa hè hay sao á, quái kìa. Quái hả, mình sẽ chuẩn bị sẵn cái cây cây đao này để một hồi mình sẽ chiến đấu. Để coi mình có thể one shot được con skeleton không nhá. Ui ui ui. Dạ 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 dạ. No 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 no. Ui còn bị cháy nữa chứ, con nhện nó mạnh quá. Nó có hiệu ứng ấy. Nhện nè, dạ. Nhện hả, lại đây nào. À chết rồi. Mình được một cái nón sắt nè. Protection 2. Wow, được, mặc luôn. Được một cái nón có protection. Ây da, cháy rừng. Ui, mấy cái con kia làm cháy rừng rồi. Ui, thiệt cái tình luôn á. Giờ mình đâu có đem theo những cái lọ nước có thể ném đâu mà dập lửa được. Ui, đành chịu thôi. Hy vọng không cháy hết cái khu rừng này. Ui, tự nhiên đi một xíu cái bị cháy rừng rồi. Rồi, giờ thì đi về hướng bên đây thôi. Và cái rừng giờ đã đổi thành màu vàng cam rồi nè. Giống như là rừng mùa thu vậy đó. Và chỗ này thì có một cái nhà bỏ hoang nữa. Ui, mình phải ăn vô một cái đã. Nãy giờ quánh mà bị đói quá trời rồi nè. Cũng như là làm thêm một ngộm nước để đỡ khát hơn. Rồi, giờ đi tiếp thôi. Ui, tới cái khu rừng gỗ Vân Sam nữa rồi. Cái khu rừng này thì cao quá, mình leo lên trển sẽ bị cống ấy, nên tốt nhất là đi khám phá ở phía dưới này thôi. Ui, đây có mấy bé gà nè. Wow. Ở trên kia thì có bé heo. Không biết có nên lên đây không ta, mình định lên đây để cho nhiệt độ nó mát mát một xíu ấy. Chứ giờ cơ thể của mình đang nóng quá, sợ nó bị sốc nhiệt. Rồi lên đây một xíu luôn để cho nó giảm nhiệt độ, rồi chúng ta sẽ xuống dưới cái khu rừng gỗ sồi mùa thu tiếp nhá. Ở đây có bé heo mà thôi đi, không nên lấy thịt bé heo đâu. Không biết trong khu rừng này có boss không ta. Mình đang tìm những con rồng cũng được nữa. Nếu có rồng thì càng tốt, mình sẽ cố gắng chiến đấu để tìm thêm máu rồng. Có vẻ chỗ này không có rồi.
Ôi và cù lần này công nhận bự thiệt á. Đi nãy giờ vẫn chưa qua khỏi nó nè. Nhiều khi mình lại lạc trong đây luôn á. Ui, đây có sắt nè. À, sẵn tiện lấy luôn. Đi bên ngoài như vậy mà cũng nhặt được sắt nữa thì tuyệt vời còn gì bằng. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ lấy về. À, ở đây có nữa hả? Lượm về nè. Ấy da, lượm về. Ở đây nữa, rồi. Ui, đây có một cái hang nữa. Ui, không phải là... Ui, hết crystal. Ui, cái đó quý á. Để mình có thể chế tạo thêm những trái tim. Nhưng mà sâu quá, giờ mình xuống dưới thì mình phải mất công lội lên nữa. Tạm thời thì để đó đi, từ từ mình sẽ quay lại lấy sau. Giờ thì mình sẽ chịu khó lội qua cái hồ này một xíu nào. Hy vọng không có bị lạnh quá. Khu vực này nó đã lạnh sẵn rồi. Trầm nước một hồi thế nào cũng bị chết cống á. Cho nên đừng có xuống nước nhiều quá. Rồi làm thêm một ngụm nước cho đỡ khát thôi. Rồi. Ui, lại một cái cây siêu to khổng lồ nữa hả? Ui, nhưng mà cái cây này có vẻ nhỏ hơn cái cây ở nhà mình rồi. Cây ở nhà mình to hơn cây này nhiều. Ui, nhưng mà cây này hình như có đường vô đúng không ta? Ủa, cái này giống cái cửa vậy. Mình không có mang theo cái rìu nữa mới khổ quá chứ. À đây đây đây, rìu có trong đây nè. Ui, đây là một cái cửa bí mật. À, ấy da, ấy da. Thì ra đây là một cánh cửa bí mật á. Bắn lộn nè. Bắn lộn ở skeleton. Ui da, rồi. Ở trong kia có một con Reaper đang chờ mình sẵn ấy. Giờ mình bất cẩn một xíu thôi là bị nó nổ liền. Rồi vô vô vô. Reaper nè, Reaper nè. Ui ui. Ui, đại ca skeleton hả? Ui da. Ui, gặp đại ca skeleton rồi. Ui, may mà vũ khí mình mạnh á. Ui, được một cái hết crystal nè. Ui da, còn con zombie nữa hả? Chịu thua đi, chịu thua đi. Cái đao của mình nó có khả năng gây sát thương bằng lửa nên rất là tiện trong việc chiến đấu. Mà không biết có cháy nổi cái khu vực này không ta. Ui ui ui. Ui chưa, bây giờ mình cần phải hồi máu cái đã. Không không có vội đâu. Ui, xuống đây luôn hả? Ui, bắn một phát vỡ đầu mình luôn. Ui, mấy cái tên này. Ui, bắn một phát một là vỡ đầu mình luôn á. Không biết cái thứ gì mới giúp mình có thể quay lại chỗ nãy ra. Rồi, vậy là hình như không có công thức để chế tạo cái thứ cũng giúp mình quay lại cái chỗ mới ngõm ấy. Nếu không được thì thôi, mình sẽ chịu khó lội bộ một xíu cũng được. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình lội bộ lại khu vực hồi nãy nhá. Và chặng đường trở lại khu vực hồi nãy cũng khá là xa, cho nên bây giờ mình quyết định sẽ thần phục một bé ngựa để cho việc khám phá trở nên dễ dàng hơn nhá. Rồi, cho bé ăn trước. Rồi, lên nào. Ừ, chịu đi mà. Coi nào, ở đằng kia còn một bé nữa kìa. Nếu bé này chạy không nhanh thì mình sẽ lại thần phục bé kia nhá. Chịu đi. Sao không chịu nữa, cho ăn rồi mà, cho ăn thêm lần nữa nhá. Đây, cho ăn nè. Rồi, lên. Ui, ó gì mới được chứ, ngoan đi. Rồi đi thôi. Ui, hình như nhảy không cao rồi. Chạy thì cũng tương đối nhanh thôi. Nhưng mà nhảy thấp quá. Nhảy cỡ mình nhảy thôi hả? Tưởng đâu. Rồi thôi, tạm thời mình sẽ cho bé đó ăn cỏ đi. Mình sẽ thuần phục bé này mà không cần cho bé ăn thì sao? Được đi. Uống miếng nước coi. Ấy da. Ui, đang uống nước mà còn đá người ta xuống nữa. Chịu đi. Ui, công đoạn thuộc vụt ngựa rất là cực khổ luôn. À, được rồi nè. Hình như giống ngựa này hình như không có nhảy cao được hay sao ấy. Bé nào cũng nhảy thấp ịn à. Phải nhảy cao thì đi khám phá mới tiện được. Tại vì khi mà khám phá thì phải vượt địa hình rất là nhiều ấy. Nên cần phải có một bé ngựa có khả năng nhảy cao hơn. Ui, bé này có vẻ là bướng nhất. Ôi, được rồi nè. Rồi. Ui, bé này nhảy cao hơn hai bé hồi nãy nên mình sẽ lấy bé này nhá. Cả buổi trời cuối cùng cũng có được một bé ngựa để dẫn đi theo khám phá rồi. Giờ thì mình sẽ tiến thẳng lại khu vực cái cây hồi nãy nhá. Ui, con gì á? Ui đằng kia có cái gì nữa kìa. Ui, chỗ lạ. Từ từ. Lại khám phá cái cây này trước, sau đó lại cái chỗ bên kia nhá. Ui, bên kia có cái gì nữa. Khu này ngày càng hấp dẫn nha. Rồi, giờ thì mình sẽ lại đây nè. Nhưng mà mình sợ bé ngựa chạy lung tung quá. Hy vọng mấy ngựa đừng có chạy lung tung nhá. Rồi đó, mới thả ra một cái là chạy rồi kìa.
À có cách, có cách, có cách. Rồi lại đây ở đi em ơi. Nó tạm thời dưới nước chậm mình một xíu nha. Nhưng mà vậy thì sẽ đỡ hơn. Bé không có chết đuối đâu nên đừng có lo. Giờ mình sẽ vào trong để tiếp tục chiến đấu thôi. Ở đây dám bắn hết sọt mình hả? Rồi lấy lại cái ba lô thôi nào. Nãy mới bị cái con skeleton nó bắn hết sọt á. Rồi xách cây đao ra coi. Cầm cây đao này thấy vậy chứ mình còn yếu lắm. Ui. Đừng có hù vậy mà zombie. Có quánh thì phải nói một tiếng chứ. Đừng có đưa cái đầu ra như vậy để hù người khác có biết không. Rồi lấy kinh nghiệm nè. Và đi lên trên tầng 2 thôi. Ui ui ui, binh đoàn. Dạ, binh đoàn zombie. Ui, nguyên một binh đoàn zombie luôn á. Binh đoàn zombie nè. Ây da. Nè, còn hút mình lên hả? Rồi, lượm cây đao lại coi. Rồi, lượm cây đao lại được rồi nè. Ui, nó rơi cái áo giáp kìa. Ui, cái con kia nó cứ chơm đồ của mình hoài vậy ta. Rồi, nhặt áo giáp đi xuống. Còn áo giáp gì nào? Protection 1. Không tốt cho lắm. Có bác sub tốt nè. Kè là tành nè. Ui ui. Vậy thì nguy hiểm lắm nha. Mình mà thò đầu lên nó bắn một cái là vỡ đầu á. Thò đầu lên nè. Lại đây. Lại đây. Ây da. À con kia đợi. Bắn rồi. Ây da. Bình tĩnh nào. Rồi. Con trên kia phải dùng cung mới được. Ui trong này đông lắm. Creeper. Ây da. Bình tĩnh nào Creeper. Bình tĩnh nào. Creeper thì. Ây da. Nè còn. Còn dám xuống đây nữa hả? Ui con kia sao nó bay rồi kìa. Creeper biết bay à. Bắn không? À, mình sẽ bắn một cái rồi mình núp đây. Bắn rồi núp nè. Ủa? Ủa mình đâu phải cầm cái này đâu. Mình cầm cái ấy mà. Ủa sao thành Iron Battle Axe rồi. Cái này nó chỉ có 9 sát thương thôi. Ủa đâu mất tiêu rồi. Mình mới chế tạo luôn á. Rồi mất tiêu luôn rồi. Tự dưng mất luôn cái cây đao rồng rồi. Con quái này thiệt tình á. Ui mà nhưng mà cây này quýnh hình như con kia nó bay lên. Ui không chịu đâu. Tự nhiên mất luôn một cái vũ khí cực VIP rồi. Cái đó cực kỳ khó chế tạo á. Tại vì cần phải có máu rồng thì mới chế tạo được. À đây nè. Tưởng đâu mất rồi chứ. Ui đừng có cho người khác như vậy có được không. Đây có cái rương nè. Ui nhưng mà đồ không tốt cho lắm. Mà cứ khám phá nốt. Ây da. Ăn vô một cái đã. Ui con Creeper kia xịn quá. Creeper ui. Chết rồi. Giờ xuống dưới dập lửa một cái đã. Cũng như là trị thương. Ui đúng rồi rớt dưới đi. Ui mấy con quái trong đây nó tấn công mình liên tục luôn ấy. Lấy một cái đồ trị thương nào. Mình sẽ lấy một cái này gần hết nè. Dùng cho nó tiết kiệm. Rồi chữa trị là vết thương nào. Nãy mình cứ tưởng con skeleton bắn ngỏ mình luôn rồi chứ. Nhưng mà may quá nó bắn hụt. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi lên trên tầng 2 sau khi trị thương nha. Rồi vết thương đã trị rồi nè. Lên tiếp thôi. Vết thương đã lành rồi. Tăng sức chiến đấu lên hẳn liền. Cái cây này đừng có cản đường có được không. Chắc là mình phải lấy cái rìu ra để chặt cái block này nè. Để không thôi nhảy là vướng đầu liền. Nhảy quá. Đó. Rồi. À đây còn một con thôi. Ui đây có cây gậy nữa. Creeper hả. Ây da. Bắn lén. Ui cây của mình one shot skeleton kìa. Ui vậy thì hay quá. một hit là chết luôn. Tuyệt vời. Được. Rồi giờ thì... À ở trên có Enderman hả. Ui Enderman làm gì vậy. À, mà thôi đi, đừng nên đụng vô Enderman. Enderman sẽ quánh mình ha, chạy không kịp luôn á. Tại vì Enderman là mốt có thể nói là mạnh nhất của Vanilla rồi. Nhưng mà trong đây thì không hẳn đâu. Nhưng mà hình như ở đây có hai đường đúng không ta. Hình như ở đây có hai đường á. À không, có một đường thôi. Giờ mình sẽ đi đường nào ta. Đường này thì mình sẽ đi. Đâu đây. À đây là cái chỗ để mình có thể ngắm xung quanh nè. Ui, đây là một cái nhà cây á. Wow. Nhưng mà cái thiết kế của nó hơi khó di chuyển một xíu. Rất là phức tạp luôn. Và giờ thì mình có thể vào trong lại bên này. Ui cái này là cái ngai vàng nè. Cái ngai vàng bằng gỗ với lá hả.
Ủa, ở đây có gì không? Ủa, ngai vàng vậy thôi hả? Không có rương gì bên trong à? Ui, ngai vàng dởm rồi, ngai vàng phải có cái gì đó giấu chứ. Tự nhiên có cái ngai vàng không à. Rồi, giờ mình sẽ trở lại khu vực bên đây thôi. Nãy mình đi xuống hình như đường này đúng không? Ủa, đường nào để đi vào bên trong ta? À, hình như đường này nè. Nhưng mà vẫn còn nghe tiếng quái. Vậy là mình sẽ đi ngược về hướng bên đây một xíu. Dạ, bà cua. Rồi. Bên đây lại là một con đường khác nữa. Ủa, thiết kế như vậy toàn thử thách người ta ba cua thôi. Người ta đã không biết ba cua rồi mà còn đặt thử thách như vậy nữa. Lại là đường đi trên nữa nè. Đừng nói lên trên cái ngai vàng ha. Không có đồ hồi nãy nha. Ủa, như là vậy rồi. Vậy là cái cây này đã hết đồ rồi đó. Giờ thì mình sẽ làm liều một pha nè. Nếu thất bại, ây da da da, nếu thất bại thì chắc chắn mình sẽ ngõm. Rồi, nhảy luôn. Piu, tẩm. Thành công rồi. Bây giờ mình coi nào. Cái ba lô mình có trong người và bên kia nó còn có cái gì nữa kìa. Nhưng mà bây giờ chắc mình phải ngủ qua đêm ở đây cái đã. Đặt ba lô xuống, lấy cái túi ngủ ra, ngủ một cái đi. Ui, cái mấy cái cây đâu nguy hiểm chết luôn á. Tưởng đâu mất cái cây đau rồi. Nhưng mà may quá vẫn còn. Giờ thì mình sẽ tiếp tục khám phá thôi. Và lần này mình coi nào. Trong này nó có một ít cái khói gì đó, nhìn rất là lạ. Ồ, nó còn có đường đi xuống dưới nữa hả? Chưa, khoan, tới một đoạn nào đó mình sẽ dừng lại để coi có quái dưới không nhá. Ui, có cái rương kìa. Ây da, nhện. Ui, con nhện trèo lên để quánh mình luôn chứ. Lỡ xuống rồi, không đánh thì cũng ổn. Ui, con gì vậy? Ui, con gì á? Ui, đừng có lại đây nha. Ui. À, con này dám quýnh mình hả? Đây có cái spawner nè. Mình trèo lên đây mình đập ra luôn á. Để không thôi nó xuất hiện quái hoài luôn á. Rồi. Ở đây, cố lên. Rồi, ổn. Lấy cái cúp ra. Đập một cái nè. Yay, đập rồi, hết. Hết triệu hồi ra nhá. Và mấy con này nó có khá là nhiều màu. Ui, bên kia còn đường nữa kìa. Ây da, nhặt cái này vô. Là ở đây làm gì? Sao không đánh nó đi? Vũ khí của mình chỉ cần một chém đó là chết mấy con này luôn. Ui, đây có cái spawner, có con gì nữa đây? Ây da, ây da, ôi, no. May mà mình có thủ sẵn xô nước ấy. Này thì quánh lén người khác nè. Mấy cái con quái vật son môi. Này thì quánh lén người khác. Có vẻ đỡ hơn rồi đó. Ui, chưa đỡ đâu. Lại đây. Đây, từng con. Ui. Ây da. Ui, con gì mà to thế? Ui, con gì mà to cực luôn. Ui. Ui, con nhện. Đừng có lại đây. Đừng có lại đây nha. Ui, con gì mà to vậy ta? Con gì vậy? Con gì hai con luôn. Lại đây nào. Lại đây. Ui, con kia nó có cánh luôn, không biết con đó bay được không ta? Chưa, để mình kiểm tra trong đây coi. Ây da, tử thần. Ui, giật mình. Ui, skeleton này. Ui, mình bị trọng thương bằng tay rồi, chạy qua đây hồi máu đã. Ui, trong đây có nữa. Ui, chết rồi, mình bị vây rồi. Chưa, chạy ra đây hồi máu cái. Bị vây rồi. Sẽ lấy cái bandage ra để hồi máu. Ui, nguy hiểm quá, cái phần đầu của mình trọng thương rồi kìa. Đi ra chỗ khác cho người ta hồi máu nào. À, đây còn cái bandage nữa, nhặt vô luôn. Ủa, mày mình full đồ rồi. Tên này lì nè, chỗ người ta hồi máu mà cũng không yên nữa. Vứt cái gì đây, vứt gỗ ra, à không, vứt thuốc súng ra. Lấy cái bandage để hồi máu thêm. Rồi, hồi thêm một đoạn nữa thì mình sẽ vô trong để chiến đấu nữa nha. Ui, nguy hiểm thiệt luôn á. May mà mình chạy ra ngoài kịp, không thôi cái con quái vật to con hồi nãy nó quánh mình rồi. Rồi, giờ vô trong lại thôi. Ui, con nhện. À, đây có cái rương nè. Redstone, cái này hồi máu. Wow, emerald nữa, được, lấy luôn. Rồi, ổn. Cái này mình sẽ chuẩn bị được một xíu mình uống nha. Bên đây có rương nữa. Nhưng mà phải cẩn thận, nhiều khi đây là cái bẫy á. Đây không phải bẫy rồi. Một cái underwater strider. Cái đồ gì dưới nước á. Và bên đây còn một cái rương nữa nè, đúng không? À không, đây là một cái hang. Rồi, tạm thời thì mình sẽ đi tiếp dưỡng bên đây. Ui, con skeleton này lại bắn vô đầu mình nữa chứ. Ui, sao mấy tên này bắn vô đầu không vậy? Ui, một bát súp không có nhầm nhòi gì, mình sẽ ăn hết mấy bát súp chị thương này luôn. Ui, con heo này.
con heo này. Rồi, ui ui, trong kia còn đông lắm luôn á. Nè đây nè, spawner nè. Rồi nhặt hết về, cố gắng đập hết mấy spawner này trước đã. Ây da, ui con này tấn công đau quá. Ui vũ khí mình mạnh vì mà nó còn tấn công mình rất là nhiều sát thương luôn. Chắc là tại giáp mình yếu quá ấy. Rồi cố gắng tiêu diệt hết mấy cái con trong đây trước đã. Đặt spawner ra, nhặt mấy cái hết dirt vào. Ở đây còn có một con có dòng lửa ma trời nữa nè, nhưng mà phía sau mình có ngọn nước nên không có bị cháy ấy. Rồi nhặt vô, đồ có vẻ chặt hơn một xíu rồi, nên bây giờ thì mình sẽ đặt ba lô xuống và dọn dẹp bớt đồ vô đây nhá. Kiếm mending cắt vào nè, battle axe đánh một phát bay lên trời cũng cắt vô luôn. Áo giáp thì mình sẽ mặc cái ba lô nên không cần mặc áo giáp cũng được. Cất mấy cái thứ quý giá vào bên trong đi, cất vào lọ thuốc sẽ để dành. Rồi lấy thêm một miếng nước để uống luôn coi, nãy giờ khát nước quá trời. Ui cái này không phải nước dinh cũ hả? Nếu không phải nước dinh cũ thì không có múc được. Mình sẽ đặt cái này ra múc nước nè. Ui đừng mà tử thần. Cái ông tử thần không có đánh mình á, tại vì mình đặt ở bên trong cái summon này nè. Thật tử thần là không có PvP ấy nên không có đánh mình. Đỡ một cái là như vậy. Ấy da, con quái vật kia, con quái vật ma trời các bạn. Đó, quýnh một phát là rơi ra lửa của ma trời liền. Ui cẩn thận, không thôi là mình sẽ bị tiêu diệt á. Rồi tiêu diệt được rồi. Hammer. Ui mình được một cái hammer nè. Ui mà cái này hình như dùng để chiến đấu. Kỳ vậy ta. Hammer mà để chiến đấu à. Mình cứ tưởng hammer này dùng để đào mai chứ. À giờ hammer này dùng để chiến đấu rồi, không có xài được trong việc đào bới. Rồi tạm thời mình sẽ nhặt vàng vô, sau đó cắt vô cái rương cái ba backpack này nhá. Và mình cũng có thể làm được một cái ba lô, à không, một trái tim mới rồi nè. Ui có thêm một trái tim mới nữa thì hay biết mấy. Rồi đặt xuống nè, grab một trái tim thôi. Đầu tiên cần phải lấy cái này ra, sau đó đặt theo công thức như vậy. Đó, có thêm một trái tim mới liền. Giờ mình có được 5 trái tim cộng thêm rồi đó. Cất vô đi để dành mình sẽ chế tạo thêm tiếp. Giờ thì mình sẽ uống cái lọ thuốc này để tăng cái khả năng hồi máu của mình lên, để mình đầy máu lại nhá. Ui mà uống thuốc này mình bị khát nước rồi. Uống miếng nước kìa luôn. Nó uống thuốc trong đây nó bị khát nước các bạn ơi. Rồi làm thêm ngộm nữa nào. Rồi ổn rồi đó. Như đây đồ chắc có thể tiếp tục đi rồi đó. Lấy luôn cái rương, ở không cái crafting table và đi tiếp thôi. Ở đây còn nhiều spawner mà mình chưa có lấy lắm. Ui túi béo, cái gì nè, cái túi đựng cái gì á. Emerald, bức thịt sân bay đi. Ở đây có ui toàn đồ quý mà mình không bước được mấy thứ kia. Cắt bớt con cá redstone nè, lấy vàng hết redstone dust. Cái glowstone mình chưa lấy được hả, nên mình phải vứt cái mắt nhện để có thể lấy glowstone. Rồi đây còn một cái rương mình sẽ lấy nốt luôn. Đôi ủng, một cây stone battle axe và một ít cái da thôi. Rồi giờ đi tiếp qua đây thôi nào. Hình như đây có đường nè, đi bên đây cho an toàn, đi bên kia thế nào cũng bị quánh á. À đây còn spawner nữa, có vẻ đây là căn cứ của mấy con quái vật heo này rồi. Quá trời luôn ấy. Mấy con này sao thỉnh thoảng nó đánh mình, thỉnh thoảng nó không đánh mình ta. Mình đừng kêu có tử thần kìa, cái tên đó nãy giờ đi theo mình hoài. Đừng có đi theo mình nữa nha, mình không muốn quánh đâu. Ui con skeleton. Ây da, ai quánh vậy? Ai quánh vậy? Tử thần, lì nha, ui á, lì nha, ui, con skeleton này, đi ra chỗ khác liền. Rồi cây đao của mình á, khi mà đầy cái thanh tấn công ở dưới thì sẽ one shot được con skeleton, nhưng mà khi chưa đầy thì không có one shot được. Battle axe này nè, cái này mình quánh một phát là bé bò bay lên trời nè. Ồ, cái xác bay lên trời luôn thấy không? Rất là xịn luôn. Như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã có được một đội quân chó sói nè, đi khám phá sơ về hướng Tây rồi, hướng bên kia hướng Tây đúng không ta? Đúng rồi, hướng bên kia là hướng Tây. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại khu vực hồi nãy để có thể khám phá tiếp nha. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.